cái này sau 2 lần thử nghiệm bóng ta đã biết mút rồi. Bằng cách là đầu tiên là mình sẽ bóp dần dần vào miệng cho bóng nhá, xong bây giờ bóng tự biết hút này. Xong bóng cầm bóng nhai. Đây bóng ơi, bóng đừng nhìn camera nữa bóng ơi. Được rồi, con rất ăn hình, không cần phải nhìn. Đấy, bây giờ rút dần ra không phải nó sẽ bị sặc. Không hề bóp nữa nhá. Đây bây giờ này. Đấy. Em hãy chứng minh bằng cách em cầm ở hai cái tay ấy. Đấy, tự nó mút. Rồi. Mút rồi, quá, ui ui. Nomisugi chiwi. Sặc vài lần. Phải sặc vài lần mới được. Parat chau cả là nè. Nè, bóng ơi. Nè. Nè bóng. Nomisugi chiwi nhé. Có những lúc là tự cầm ống hút xong rồi nhai. Giờ nhai bẹp vào cái ống hút rồi này. Ừ đúng rồi, papa đang quay. Ừ. Đóng giỏi và con có năng khiếu làm chiêu bà đấy. Đấy, nhai, đấy nhai. Kéo vào nhai xong bây giờ dần mấy lần là biết hút. Biết tự mút lên, nhưng mà mình phải cái đúng cái lúc mà nó mút vào là mình phải rút dần ra, chứ không là nó mút nhiều quá là nó bị sặc. Ok. Đấy lúc nào mà tập ống hút là mình phải có cái yếm máng này nó phun ra nước vào đây này là nó sạch. Ok. Xin mời bóng ống hút. Ô chà, ôi bóng hút giỏi quá, thành thạo rồi. Sau 2 ngày mất 2 bình này, vì 2 bình này bóng đã hút thành thạo. Bây giờ mẹ không cần phải bóp lên nữa. Nào bóng, ôm ăn nào, uống nào. Đúng rồi. Thỉnh thoảng mút nhiều quá, mút xong một phun ra. À, bây giờ cầm ống hút. Đấy. Mút được một cái xong rồi phụt ra luôn. Úi chà. Úi chà. Đây. Đấy. Đây, cái tay này có thể xếp gọn lại được. Mời bóng trà nào. Bóng ơi, bóng không rút thế này đâu. Này, để mời bóng này. Bóng trà không? Này. Ôi chị. Ôi chị, đói quá. Nào, bọn em có uống trà không? Trà đây. Ôi chị.